Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Ở tập trước, La Phong đã thành công mua đường Diễm Thần Binh và da của ma sát tộc tại buổi đấu giá của Càn Vu. Sau đó, anh đã bắt đầu tu luyện khắc khổ để chuẩn bị cho cuộc chiến thiên tài đỉnh phong vũ trụ. Từ trailer tập 128 được công bố, cuộc chiến thiên tài đã chính thức bắt đầu. La Phong đàm phán với Nạp Lam Sơn, Hạc Lôi Phổ cử người tham gia và Dung Quân cũng đã xuất hiện đầy mạnh mẽ. Hãy cùng với LTG đi phân tích nội dung của Thuần Phệ Thiên Không tập 128 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Có thể thấy rằng cuộc chiến thiên tài đỉnh phong vũ trụ do công ty vũ trụ ảo tổ chức mỗi vạn năm đã bắt đầu, công tác đăng ký tham gia đã khởi động. La Phong cùng với Hồng Ca và Lôi Thần, ba anh em đã ngay lập tức đăng ký, quyết tâm tạo ra một con đường cho riêng mình trong hàng tỷ thiên tài vũ trụ. Đây chính là một sự kiện lớn của nhân loại, tập hợp tất cả các quốc gia vũ trụ, nơi mà hàng tỷ thiên tài sẽ tranh tài, vừa để nâng cao bản thân vừa để nhận ra điểm yếu của chính mình. Cuộc đăng ký kết thúc suôn sẻ và cuộc chiến thiên tài vũ trụ chính thức bắt đầu. Cuộc chiến này chia thành hai phần, đầu tiên là cạnh tranh trong từng quốc gia của vũ trụ, sau đó là thi đấu giữa tất cả các quốc gia vũ trụ. Có thể thấy rằng khu vực của Càn Vu vũ trụ quốc đã bắt đầu xuất hiện nhiều gương mặt mới, tất cả đều rất ấn tượng và đầy sức mạnh. Có vẻ như ba anh em La Phong sẽ gặp không ít khó khăn. Trước đó, do Đức Ôn đã bị giết, Bách Ca La quay lưng, Nạp Lan Sơn đã càng hận La Phong hơn, không tiếc dùng đến những gì mình có để hợp tác với Cửu Hoàng Nữ. Dưới sự thao túng của Cửu Hoàng Nữ, quyền sở hữu trái đất bị tranh chấp, quy trình mua trái đất của La Phong bị điều tra là không hợp lệ và cần phải tái định danh. Đồng thời thì Nạp Lan Sơn cũng tham gia vào cuộc chiến giành quyền sở hữu trái đất. Có thể thấy rằng dưới sự chủ trì của nhân viên Đế quốc Hắc Long Sơn, La Phong và Nạp Lan Sơn đã đàm phán trực tiếp. Thế nhưng La Phong có vẻ rất là tức giận vì điều kiện của Nạp Lan Sơn quá đáng. Tuy nhiên không cần lo lắng, La Phong chủ yếu kéo dài thời gian với Nạp Lan Sơn, vì chỉ cần La Phong đạt được thành tích trong cuộc chiến thiên tài vũ trụ, sẽ không ai dám động đến trái đất. Là chỗ dựa của Cửu Hoàng Nữ, giới chủ Hạc Lôi Phổ đã chịu tổn thất nặng nề trong chương giới trong giới, phải trả giá rất nhiều mà chỉ nhận được một viên ngọc truyền thừa là một vũ trụ tệ. Vì thế, quyền phát ngôn của Hạc Lôi Phổ trong hoàn võ đoàn đã bị thách thức chưa từng có, và hắn ta cần một cơ hội để chứng minh bản thân. Có thể thấy rằng cuộc chiến thiên tài vũ trụ tại khu vực Càn Vu vũ trụ quốc đã bắt đầu, và giới chủ Hạc Lôi Phổ đã cử thiên tài tinh tú xuất sắc nhất của mình tham gia, còn có bài phát biểu trước trận. Muốn các đế quốc khác thấy đường sức mạnh của Hoàng Võ Đoàn, một khi những người này đạt được thành tích, địa vị của giới chủ Hạc Lôi Phổ trong đế quốc Hắc Long Sơn sẽ tăng lên đáng kể. Có thể thấy rằng cùng thi đấu với La Phong có nhiều gương mặt mạnh mẽ và xa lạ. Một người không thể không nhắc đến chính là Dung Quân từ bộ tộc Xã Nhân, đối thủ mạnh nhất của La Phong trong khu vực Càn Vu vũ trụ quốc. Dung Quân đã từng loại Lôi Thần và Hồng Ca và giành chức vô địch trong bảng xếp hạng khu vực Càn Vu vũ trụ quốc, đánh bại La Phong một cách đầy uy phong. Có thể thấy rằng tạo hình của Dung Quân rất là ấn tượng với bộ giáp đen tuyền, thân hình vạm vỡ, ngũ quan anh tuấn, gương mặt cường nghị, tóc dài màu xanh đậm, tổng thể rất là khí phách. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho LTG các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.